Xin chào các bạn, trước mắt các bạn đây là cây đàn tơ rưng loại 16 thanh. Loại này cũng vào loại trung rồi, không phải là quá nhỏ mà cũng không phải là quá to. Gồm một dàn 16 thanh bắt đầu từ nốt son. Nốt son này là son trầm G4 ấy, và nó lên tới nốt lá. Nốt lá này là nốt A6 các bạn nhé, gồm 16 thanh. Và ở đây thì các bạn thấy rằng cái đàn này thì có hai loại cao gõ. Một là loại cao gõ tròn này. Đấy, loại cao gõ tròn này thì tạo ra cái thanh âm nó rất là vang, chắc. Đấy. Và cái loại thứ hai là loại que gõ như này. Đấy, nó tạo ra cái tiếng ấm hơn một chút. Đấy, các bạn thấy như vậy. Đấy là về que gõ. Thế còn về cây đàn, các bạn thấy là một bộ dàn gồm 16 thanh ạ. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn sơ qua cho các bạn về cách tháo lắp nhé. Cái tháo lắp thì đây mình làm bước nào đầu tiên thì nó sẽ là cái bước cuối cùng ở trong khi các bạn làm hình ngược lại. Tức là bây giờ mình đã có rồi và mình sẽ phải tháo ra, đúng không? Thì chúng ta sẽ tháo bộ dàn. Trước tiên là chúng ta sẽ nhấc cái phần trên này ra. Đấy. Nhấc ra. Đấy. Như vậy là chúng ta đã tháo được bộ dàn rồi và chúng ta có thể quận. Đây là có lẽ là trong khi vận chuyển các bạn cũng cần phải tháo ra thôi, chứ bình thường thì các bạn cũng không cần phải tháo ra. Và ở đây thì nó gồm có các cái tay. Và các bạn thấy rằng mỗi cái tay này nó sẽ có các cái chấm ở đây ạ. Ví dụ như đây là 1, 2, 3, 4, 5 chấm. Thì que này cũng là 1, 2, 3, 4, 5 này. Đấy, thì nó cùng chấm nó cắm vào nhau. Đấy, thì các bạn, đây là đánh dấu để các bạn biết đường cắm ạ. Trên này là gồm một cái que này. Đấy, 1. Dưới này là hai cái que tay này. Đấy, các bạn cứ thấy nó đúng cái chấm bao nhiêu là các bạn chấm vào là đúng nhé. À, một cái điểm nữa là cây này nó cao, các bạn hoàn toàn có thể biểu diễn để đứng. Như vừa rồi mình lắp là biểu diễn đứng đấy. Thế còn nếu các bạn muốn biểu diễn để các bạn ngồi biểu diễn thì ở đây nó có một cái khớp. Đấy, lấy nét vào chỗ đây. Đấy, có một cái khớp. Thì các bạn tháo ra. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy là đây nó có một cái đinh răng này. Đây cũng có một cái đinh răng này. Đấy, chúng ta sẽ cắm nó vào, có cái lỗ đây ạ. Đấy, cắm vào. Thì các bạn hoàn toàn được một cái thấp hơn. Nó thấp hơn khoảng 15-20 xăng. Thì các bạn hoàn toàn có thể đứng để biểu diễn, ngồi để biểu diễn. Và các bạn thấy là cái phần chân thì cũng có các cái phần chân thì thường già hơn, nó gồm các cái tay che già hơn, nó là những cái góc như này. Đấy, và các bạn cũng thấy là ví dụ như đây là một chấm ạ. Đấy, thì các bạn cũng sẽ tìm cái lỗ có một chấm này để các bạn lắp vào. Đấy, cách lắp nó đơn giản như vậy thôi. Đấy, bây giờ mình sẽ thực hiện thao tác lắp từ đầu nhé. Thì các bạn thấy là khi mà vận chuyển này thì các bạn tháo ra thì nó rất là đơn giản thôi. Nó rất là gọn nhẹ thôi. Đấy. Các bạn thấy cả bộ nó chỉ dài như này thôi. Đây thì hai khoảng độ 40 phân, hơn 40 phân một chút. Đấy. Giờ mình sẽ lắp lại nhé để các bạn thấy. Đấy. Các cái tay che già này nó sẽ ở bên dưới ạ. Đây là số 1, chúng ta tìm chỗ số 1, chúng ta cho vào. Đấy. Đây là cái số 3, chúng ta tìm lỗ số 3. Đây là cái số 2 ạ. Chúng ta tìm số 2, chúng ta ấn vào. Như vậy là đã được phần chân các bạn nhé. Được phần chân rồi. Thế còn cái mấu thứ hai này, các bạn thích lắp thẳng thì các bạn sẽ cắm lên trên này. Đấy. Còn nếu các bạn mà thích chúng ta sẽ để ngắn thì chúng ta sẽ cắm những cái đinh ghim vừa rồi. Có lẽ là bây giờ tôi sẽ lắp thẳng nhé, với cái tư thế đứng đi ạ. Thế còn phần trên này thì cũng cứ làm que bao nhiêu thì chúng ta nhất đúng một cái lỗ đấy là ok thôi. Đấy, và các bạn lưu ý là cái phần ngọn thì nó là những cái tay che ở trên, nó không có cái mấu gốc. Đấy, nó cũng làm cái rất là hay ấy. Đây là 5 chấm, các bạn tìm chỗ 5 chấm các bạn đặt vào. Đây là cũng là cái này là 4 chấm, các bạn tìm chỗ có 4 chấm. Đấy, và cái bộ dàn của chúng ta thì bây giờ chúng ta quấn vào, bây giờ chúng ta tháo ra thôi. Và lắp, chúng ta móc nó hai cái dây như dưới này vào. Và cái trên cùng này thì có cái người ta sẽ thiết kế là hai cái dây để buộc luôn, hoặc là thường người ta sẽ làm này thì có lẽ là nhìn nó sẽ rộng được cái thanh và đẹp hơn. Đấy. Và khi các bạn lắp rồi nhé thì các bạn lưu ý cái việc điều chỉnh. Đấy, ví dụ như thế này. Đấy, các bạn điều chỉnh, ví dụ như là tôi lắp, lúc các bạn lắp lên nó bị lệch như này. Đấy, nó không cân đối, đúng không ạ? Nếu như các bạn không biết lắp thì nó sẽ rất là xấu.
Đấy, thì các bạn sẽ vui lòng điều chỉnh cái sợi dây này nhé. Đấy, ví dụ bên này đang trễ hơn thì các bạn ẩn dây sang kia một chút, nó sẽ cân đối hơn, đúng không ạ? Đấy, và nó còn phụ thuộc vào các cái tay này các bạn. Ví dụ cái tay này đang như này đấy, mà các bạn vặn nó ngửa ra quá thì nó cũng mất cân đối, hoặc vặn úp vào quá cũng mất cân đối. Thì chúng ta cứ xoay làm sao cho nó hợp lý nhất, nó vừa phải nhất thôi. Đấy, và ví dụ như cái thanh này hiện tại đấy, thì nó đang bị dính chạm như này đấy. Còn bên này lại hở xa quá thì chúng ta điều chỉnh lại một chút vào cái sợi dây đấy, để cho nó cân đối hơn các bạn nhé. Như này nó bị hơi xuống dưới rồi. Đấy, các bạn điều chỉnh tách nó ra chứ không được dính vào nhau là nó sẽ không được ạ. À, vừa rồi thì mình đã chia sẻ với các bạn về cách tháo lắp cái bộ đàn tơ rưng này. Cái loại này là loại chung rồi, gồm 16 thanh các bạn nhé. Và cái thanh gõ thì xin nhắc lại đó là có hai loại thanh gõ. Cái thanh gõ này thì tạo ra cái âm thanh nó giòn hơn. Đấy, còn cái loại thanh gõ này thì tạo ra cái âm thanh nó trong ấm hơn. Chúc các bạn sử dụng sản phẩm hiệu quả, và nếu có thắc mắc gì các bạn cứ liên hệ với Facebook của mình là Bảo Hiếu, hoặc là qua số điện thoại 097 777 5880, thì mình sẽ hỗ trợ cho các bạn sử dụng sản phẩm hiệu quả nhất. Xin cảm ơn các bạn, xin chào các bạn.